Hello mọi người, thì hiện tại mình đang đứng ở trước một cái ngôi chánh điện của một ngôi chùa Khmer tại Trà Vinh nha. Ngôi chùa này mang tên là chùa Sa Len Cha, còn gọi là chùa Sa Len Cũ, nằm ở trên đường quốc lộ 54, xã Phước Hưng, huyện Gia Cú, tỉnh Trà Vinh nha. Hôm nay mình đến đây mình để quay cho mọi người xem tất cả về ngôi chùa đang xây dựng như thế nào, trong thời gian hoàn thiện ra sao, rất là đẹp. Tại vì phong cách ngôi chùa này là giống như Thái Lan vậy đó, cho nên là rất là hot trên mạng hiện tại, cho nên mọi người cũng đổ xô ghé đây tham quan lắm. Đó, hôm nay mình có dịp ghé đây mình quay cho mọi người xem. Cái view bên đây cũng đẹp lắm. Hello mọi người, hiện tại mình đang đứng ở trước một ngôi chánh điện của chùa Khmer, nằm tại xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh nha. Chùa này đặc biệt có đang hot hiện nay là có cái view giống như là ở Thái Lan vậy đó mọi người, phong cách đó, kiến trúc cái tông màu rất là nhẹ nhàng, không có quá là nổi bật như những ngôi chùa Khmer truyền thống. Đấy nhá, họ làm những cái chi tiết hoa văn rất là tinh xảo nha, những cái phù điêu và những hình tượng Đức Phật và con voi này nọ nè, đấy rất là đẹp nha. Chỉ có tông màu xanh xám xám, và cái mái ngói thì cũng không quá nổi bật, chỉ có màu cam cam nhẹ thôi. Đấy. Ở Trà Vinh, đặc biệt là Trà Cú, là có rất đông đồng bào dân tộc Khmer, cho nên là cái số lượng ngôi chùa dân tộc cũng rất là nhiều, chùa của người Khmer, ngôi chùa Nam Tông rất là nhiều. Kiến trúc cũng là ngôi chùa Khmer nào cũng rất là đặc sắc, nhưng mà đặc biệt là ngôi chùa này có những cái kiến trúc lạ, tương tự như ở Thái Lan mọi người. Đấy. Ngôi chùa trong thời gian đang hoàn thiện, chưa xong hoàn toàn đâu, nhưng mà cơ bản đã thấy đẹp rồi. Đấy. Nó nằm trên ngoài gần đường lộ đi qua đi lại luôn, cho nên mọi người dễ tìm kiếm lắm. Đây là ngôi chánh điện đó, để lên luôn để mình bước lên coi bên trong này hoàn tất tới đâu rồi nha. Trời hiện tại là buổi trưa cho nên nắng rất là gắt. Cái phù điêu hoa văn là hình tượng Đức Phật này, những cái vị tiên này rất là đẹp. Đẹp quá.
đẹp. Cái view này cũng đẹp. Bên đây là những cái ngôi chùa cổ ngày xưa còn lại. Cũng có kha khá các bạn trẻ lên đây chụp hình check-in. Đẹp quá. Quá đẹp. Đang trong thời gian hoàn thiện. Chùa Sa Len. Cái này cỡ bao lâu xong chứ? Năm nữa không? Ít từ 25 nữa. 2 năm nữa hả? Tại mình làm nhiều quá ha, chi tiết còn nhiều làm quá. Nhiều. Làm nhiều. Chỉ còn bánh vẽ trong. À, vẽ lên hả? Lúc trước con đi ngang là cái chùa cũ không lại đẹp. Vẫn còn đang làm. Tại vì chi tiết bên trong này rất là tinh xảo và tỉ mỉ cho nên là thời gian hoàn thành cũng rất là lâu nha mọi người. Khoảng 2 năm nữa mới xong chứ không phải mau đâu. Đây. Bên trong là chánh điện này. Đây là tượng Đức Phật Thích Ca ở chính giữa này. Và mái ngói ở trên. Có nhiều cửa lắm mọi người, phong cách nè, rất là nhiều cái cửa ra vào, tính ra là cũng thoáng. Nhà cửa thì để không có làm bị bí hơi á và nực á, không có nóng, nó thoáng mát. Bên đây là cái sân khấu hội trường để mà mỗi khi có lễ hội tiệc nở văn nghệ thì mọi người ưa trình diễn ở trên đấy. Chùa này tên là chùa Sa Len. Đây là những kiến trúc của những ngôi chùa cũ, nơi mà mọi người sinh hoạt ở đây và tụng kinh này nọ. Đây có rất là nhiều tôn tượng của Đức Phật nè, nhỏ lớn nhiều lắm, rất là nhiều mọi người. Và hình ảnh của những vị sư đời trước đã trụ trì của chùa lại.
qua bên đây coi có đồng lụa, đồng ruộng mấy bên kia kìa mọi người, đồng lúa nữa kìa. Đa số dưới miền Tây thì khuôn viên của chùa thì rất là rộng rãi nha, mát mẻ nè, có thể trồng rất là nhiều cây xanh, có bóng mát, có không khí trong lành, tại vì đất ở đây thoải mái hơn ở vùng thành thị. Đây có cái cánh đồng. Đây có cánh đồng mà người mát mẻ. Đấy. Còn ruộng có hồ sen nữa kìa. Cái sau đó thì có hồ sen, xa xa có hồ sen. Có bóng cây mát mẻ mọi người. Đấy. Đó. Ở mé sau chùa là có ruộng nè mọi người. Xa xa đó là cái tháp nhỏ nhỏ, đó là nơi mà để hỏa thiêu, lò thiêu á, lò thiêu kiểu như là thủ công từ ngày xưa tới giờ của mỗi ngôi chùa Khmer đều có. Đến khi họ mất rồi đem vào chùa để mà hỏa thiêu. Đây là hồ sen nè mọi người, có một cái ao sen rất là to nha, tốt lắm luôn nè. Sen rất là đẹp. Hơn nữa chỗ này có cây cầu bắc qua ha. Sen như một cái hồ sen luôn nè. Sen tốt lắm. Đá to to không? Sen này sen hồng truyền thống mình đó. Đây. Đây. Xa xa thì có tiếng nhạc do gia đình những cái người dân tộc họ ăn Tết đó. Mở họ nghe vậy đó. Dạ, sen rất là tốt. Mà ít bông. Thì hồi nãy giờ mình đã đi một vòng rồi, cho mọi người xem tổng thể ngôi chùa đang dần hoàn thiện như thế nào rồi. Thì video cũng tương đối ok về cái tiến trình xây dựng của ngôi chùa, cho mọi người nắm bắt để biết hoàn thiện ra sao và nó đẹp như thế nào đó. Xin kết thúc video tại đây nha. Bye bye mọi người, hẹn mình lại.